đi, quýnh người ta, quýnh đi, quýnh người ta, quýnh đi, quýnh, quýnh. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, đúng rồi. Gì vậy? Em quýnh mà. Không, em đúng hứa mà. Em chỉ đúng hứa. Đâu em bị nhìn theo người ta mà. Đúng là sai rồi. Em nhìn theo cùng hứa. Em nhìn theo người ta là em mua mà. À mua là em tự em chỉ. Là dạ đập là đúng rồi, tự nhiên nguyên đám mấy rồi, mấy rồi, mấy rồi. Chứ rồi em bị ngáo luôn ấy. Ấy chứ rồi em bị ngáo luôn. Em tự nhiên là tháng là nguyên đám quýnh tôi hội đồng vậy. 2 3 chéo mà chéo mặt rồi. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Anh luôn chết cái đầu. Được phe nào? Tôi bắt xong lưng nữa. Anh, tên em. Ngã ba Vũng Tàu thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Thôi. Ôi. Không có được làm như vậy mà. Chúng ta đang quay trở lại với 7 nụ cười. Trò chơi sau đây. Ghê vậy. Thân tàn ma dại. Thân tàn ma dại. Sinh ly tử biệt. Thôi. Nghe ghê quá. Không cần nói luật chơi. Không cần nói luật chơi. Thôi bà ông anh, lên tăng xong bây giờ. Rồi nói luật luôn nè. Hai người ngồi đối diện sẽ dùng tay, tay qua trái thì mặt qua phải, tay qua phải thì mặt qua trái. Mỗi lần đội mình đưa tay qua trái mà mình đưa qua phải, phải sau với mình nha, là đúng. Còn cùng chiêu là coi như bên kia thua. Thì lập tức bên mình, người đồng đội sẽ đập thẳng vô mặt bên kia. Chết rồi, thì bên dạ kia, đập em. Mình lập tức lấy cái khiên này chống đỡ. Được hay không là nhờ ở anh á, anh hiểu không? Hiểu chưa? Tay lên chứ không là em ăn đầu. Đúng không? Đúng rồi. Ví dụ, ví dụ. Ví dụ 1 2 3 Tôi né không kịp luôn á. Nó vô chưa gì. Tập cho ta nè, nó xuống lên không bông. Mới một tay rồi. Dạ còn có một tay một à. Trời ơi, cái mỏ vô cái mỏ thì dạ luôn. Ngay cái mặt tôi luôn á lực. Cái tao bị vợ bị mới tay rồi. Rồi hai lần. Thôi vậy thôi. Mọi người đều có mà, mọi người đều có chơi mà. Nãy giờ là nháp thôi. Nháp. Nháp mà cái mặt tôi bảy nhầy rồi. Vô ngồi đi, anh thấy chị dạ mặt cọc quá. Anh đánh ba thì vô. Rồi, vô. Hết tôi xì đi, 3 lần nhé. Ai 3 lần. Đi đầu tiên. Để em quýnh anh được chết một, thì thôi. 2, con gà này. Ông dễ liệu lắm, đếm từ từ thôi. Xong rồi cái cuối dứt ổng này. Em cứ lo đập nha. 1 2 Trời ơi, nhìn em nè. Bé Ngân ngồi xuống đi, em không được đứng lên. Rồi, một không. Bây giờ vậy, mình chơi lớn, mình đưa mặt về luôn. Thua là bị gõ luôn. Ok chưa, còn không là đỡ được luôn. Chứ còn ngồi vậy là nhưng em mà anh dạ biết không thấy. Anh ngồi vậy là chị dạ phan cái này vô mặt anh. Anh chịu. Ok. Nhưng mà anh ngồi vậy nha, anh lỡ em phan. Được, tiếp theo. Vô. 1 2 ba dạ đâm đổ sách xong luôn hai cái vậy. Ủa đâu được cầm hai cái. Ủa thì tôi vừa đổ tôi vừa đập có gì đâu. Đâu là sao nào hai đứa em chụp. Đúng rồi. Rồi đang hòe 1 tôi thấy vậy nè, ví dụ như thế này rồi thứ hai đứa này nè nó sẽ nhanh hơn á. Hai này làm toàn động tác chậm quá. 1 2 nhanh lên. 3 4 rồi. Bước đây. Bước đây. Em quất rồi. Không có. Thì em ơi bị dạo này. Trời ơi, cái này phải chơi 1 2 3 nó mới hấp dẫn. Rồi. Đúng rồi, lôi vô là 1 2 3 liền nè. Cái cuối đi. Cái cuối này tôi ba cái rồi, xong rồi chú tới tôi làm chú nè. Ai thắng rồi? Tôi thắng. Rồi. 1 2 3. Quýnh kia, quýnh kia, quýnh kia. Quýnh kia, quýnh kia. Quýnh người ta, quýnh đi, quýnh người ta,
quýnh đi, quýnh quýnh. Đúng rồi. Ủa, đúng rồi. Ủa, đúng rồi. Anh em đúng hướng mà. Không. Em đúng hướng mà. Em chỉ đúng hướng. Đâu em bị nhìn theo người ta mà. Đúng là sai rồi. Em nhìn theo cùng hướng. Em nhìn theo người ta là em mua mà. À, em mua là em đập chỉ. Là giả đập là đúng rồi, tự nhiên Nguyên đám mấy rồi, mấy rồi, mấy rồi. Ấy chứ rồi em bị ngáo luôn ấy. Ấy chứ rồi em bị ngáo luôn. Em tự nhiên tháng là Nguyên đám quýnh tôi hội đồng vậy. Xin lỗi, em liệu. Nè anh làm cho em thấy nè. Ok. Bỏ cái nào mày qua bên đi. Cái này quýnh anh bao giờ mới đau. Quýnh anh bao giờ mới đau. Trời ơi là trời. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đúng rồi. Đúng rồi. 3, 2. 1, 2, 3. Đánh lượt đúng rồi. 3 đều. Coi đều thôi, có gì đâu. Thôi dẹp cái này luôn đi. Chơi lại chứ. Quất luôn thôi, khỏi đỡ. Em mới liệu cái dung á. Để em. Để anh. Để anh cho. Đánh anh nhìn chết luôn cho em nha. Nhìn chết liền. Anh cho em chơi nhanh nha. Đúng rồi. Ủa không cần đồ đỡ luôn hả? Không. Đỡ gì hết. Đỡ ok. 1, 2, 3. Tập cái đồ đỡ đâu? Tập lên. 1, 2, 3. Trời ơi, chậm quá. 2, 1. 1, 2, 3. Đập bên kia. 1, 2, 3. Đập bên kia. 1, 2, 3. Quê. Ông quê. Em thắng mà. Rồi, 3-2 lượt này, Ngọc thắng. Em dạ, chết vô đây ngồi. Vô. Em chết vô đây ngồi. Thôi không có khiên kiết gì nữa đó. Mới đỡ cho ai luôn. Mới đỡ đi, thua rồi chịu đi. Cái người giành khiên là tôi hoặc là Tuân. Đúng rồi. Ok, đứng ra đi. Ê, quýnh người nào quýnh người đó nha. Hiểu quá. 1, 2, 3. Ngân bắn chưa? 1, 2, 3. Ơi, em không có quýnh chị nha. Chưa có quýnh tỷ. Không né là vô đầu chị ơi. Mình bị quán luôn, mình không biết ai thắng hay thua luôn hả? Không, tỷ mày bên này đổi ngược lại. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đúng rồi. Thấy đổi mà nè. Đúng rồi. Sao anh không chụp cái này đỡ tôi? Chưa mà. Tôi sợ tôi chưa chụp. Quýnh cho đâu chị. Ai vô được thắng. Anh đỡ cho em được chưa? 1, 2, 3. Đúng chiều. Bây giờ lại nè, em làm em tập được thôi nè. 2-1 rồi phải không? Đúng. Vậy em thắng rồi. 2-0 rồi. Em chỉ lại á. Từ, giờ nếu mà cùng chiều là mình thua phải không? 1, 2, 3. Thì cái hai cái gì đó. Anh đánh hù, anh đánh lại. Anh đánh một cái thôi chưa? Ê, ông Vinh để đây khó. 1, 2, 3. Chéo mà. Đúng rồi. Anh luôn chết cái đầu lên. Anh để cái đó em không có đánh trúng được cái vậy. 1, 2, 3. 2, 3. Cái nhỏ này nó quay lâu quá à. Chị đến chậm. Em chậm quá. Sao? Phải ngừng hả? Em để xong rồi 5 phút sau nó mới quay qua mà. Chơi lại. Mà anh đưa cái đầu chơi hoài vậy? Chơi lại. Lại cái đó đi. Chơi lại. Nhỏ gian quá. Chơi lại. 1, 2, 3. Trời ơi. Sao không né đi? Nhưng mà chỉ chạy thôi. Như vậy là ở lượt chơi cặp này là Ngân thắng. Chung cuộc tới thời điểm này á là 2-1. Yeah. Ê, còn khả năng nữa. Hết rồi. Bây giờ có cái này được, nó khó, nó phức tạp quá. Thiệt á. Đây, bây giờ vậy. Ai thách đấu với ai? Lực á. Lan Ngọc vô đây. Ai thách đấu với ai? Vô đây, Lan Ngọc vô đây. Em vô. Chủ trương rồi. À, bạn của Trương hả? Ai trả lời trước thì quánh người kia. Rồi, okay. Đúng nha, đúng mới được quánh chứ. Đúng mới được quánh. Mình trả lời trước mà mình sai lập tức bị quánh. Còn mình trả lời mà đúng là mình được quánh. Được nhắc không? Không. 8 x 7. 8 x 7 là 6. 63. Anh nghĩ lâu quá rồi em à. Bây giờ thời bây buổi giờ người ta tính bằng máy tính không. 7 x 6. 7 x 3 = 63.
3, 6, 3 là cái gì? 3, 6, 3 42 là tôi, 42 là tôi nói. Còn 7 x 6 là 3, 6, 3 luôn à. Thôi, cái trả lại hai cái đúng rồi, một cái trả lại một cái. Một cái trả lại một cái lời. Đúng rồi. Mà ngân hàng của tôi lời nhiều dữ lắm. Một cái trả lại với một cái 42 được. Rồi. Bên này mới đúng. 9 x 8 8 phút. Chín lần tám 72 không đúng cái được hả? Em chưa đánh ảnh, em chưa đánh ảnh mà không có nghe kịp em nói gì chứ. Nói chưa thôi, quýnh làm sao mà tôi nói tội chưa kịp nói nữa. Tập trung 7 + 5 12 người ta trước người ta trước không bằng nhau, em nói 12 là em xuống liền. Người ta nói trước, người ta nói 12 anh ơi, chưa bằng nhau em đừng tại vì anh không chịu đánh anh ơi, đúng rồi anh coi phim làm chứng cho em. Luật á, luật trả lời trước, còn em làm cứ quánh nằm nữa em mới tính sao. Em nói là 12 là xuống cái đầu anh rồi. Đúng rồi rồi nè, đây nè tôi vậy nè, 12 12. Cái này là không, cái này là không, cái này là diễn lại, cái này bây giờ là ao tới người khác. Em quýnh ra nó gì quá trời rồi. Một lần cuối thôi, một lần cuối thôi. Cái cuối không? Đúng rồi. Hai mốc gì bà? Hai mốc gì bà? Hai mốc gì bà? Hai mốc gì bà? Nãy đã nói rồi. Giờ tới ai? Giờ tới Ngân. Ngân với ai? Ngân dạ đi. Từ từ, nương tay với em với chị dạ. Nương cái gì mà nương, để sát cái mặt vô vậy nè. Rồi, sẵn sàng chưa? Đứng gà dễ vô. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bảy nụ cười thương hôm nay mùa thứ mấy? What? Em nói có mùa thứ là nó quất em rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời. Ai bà luôn. Ai bà là đều ăn gian hết, người ta là trả lời. Trả lời trước mới đánh sau. Hai bà đánh trả lời. Tập trung nha. Đồng xoài thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Ủa, cái gì quánh em chưa? Đều ăn gian rõ ràng em phải trả lời trước mới quánh chứ. Mà em còn sai nữa. Ơi ơi, đúng rồi, đúng rồi, em nha. Bình Phước. Vương xoài đúng rồi. Em trả lời sai, em quánh người ta phải trả lại cái đã. Ơi chúng cái dài thôi, chúng cái dài thôi. Ủa anh mình nó nghe anh sai á, em quýnh anh kêu bản cuốn chương thôi, tiền cái anh đồng xoài là sao thôi. Anh là sao vậy? Anh vừa rồi. Câu đố khác nhau, đố cặp một loại. Không, cặp một loại. Tới em. Không. Rồi giờ tụi em bạn một cái nữa. Thôi, tụi không chơi bản cuốn chương. Không chơi nữa. Ra cho luôn chơi. Luôn với Vinh phải đố gì cao siêu đúng không? Thôi, đơn giản thôi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 72 x 2 72 x 2 36 Đúng rồi. 5 x 9 Trời ơi. 40 Hey, ở bên kia trả lời 40. Lớp, giúp tôi. Lớp 45. Giúp tôi. Em 45 rồi, 45 rồi. 40 5 x 9 = 40 Nhiều lĩnh vực anh. Nhiều lĩnh vực đúng không? Đúng rồi. Sáu trộn lên. Địa lý. Khó quá. Địa lý đâu. Thôi cứ thử đi, cứ tùm lum la đi. Bốn mùa xuân hạ thu và Đâu. Quề nhau đúng không? Căng thẳng thiệt. Ai cũng bị đánh hết á. Có trả lời hay không cũng bị đánh. Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang. Bên này trước. Ghê vậy. Không, em cũng đúng, em cũng sớt khớp luôn mà. Đúng chưa? Khớp. Đúng rồi, khớp. Nhưng mà chậm hơn người ta. Sao hai người này quýnh nhau hoài. Biển số 60 thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Ok. Anh chậm hơn. Đúng giờ. Đúng. Ba Đức Đông Dương. Malaysia. Lào Việt Nam Campuchia. Malaysia trong vậy. Anh đỡ nữa. Em quýnh chúng em hồi nãy sướng sướng. 9 x 3 27 9 x 3 gì? 27 Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi với em đã dàn 6 ngoài rồi, trời ơi. Đúng rồi. Anh được là chọn ra hay hốt trời, bởi vì hỏi người ta. Căng thẳng quá vậy. Cho một cái nữa à. Dựa vào câu trả lời của tụi em là quất nhau luôn hả? Tới tắm ở ngoài đây tự trả lời. Bây giờ là không. Đúng rồi. Anh phải chọn luôn. Không có, bây giờ mình bắt anh Vinh rồi nha. Ngọc bắt Vinh rồi đó. Ủa chị bộ mình kêu chứ. Kệ. Đâu mình ngoài. Vậy thì
Tôi bắt Luân. Em bắt anh Luân. Rồi đứng vô phía đi, đứng vô phía đi. Tôi bắt anh Vinh. Rồi vô. Rồi. Chuẩn bị. Thua là phải chung đàng hoàng, ngồi xuống đây nha. Để chạy, Ngân ngồi xuống. Không chạy. Lái Thiêu tỉnh nào. Hậu Giang. Hậu Giang. Hậu Giang. Hậu Giang. Ủa tự nhiên tao bị hai cái vậy? Sai hả? Sai. Lái Thiêu và Hậu Giang. Sai. 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 Đền cái nữa, đền cái nữa. Lái Thiêu và Hậu Giang. Lái Thiêu thuộc Bình, Bình Dương. Bình Dương nha mọi người. Lái Thiêu thuộc Bạc Liêu. Thuộc Bạc Liêu. Gia Nghĩa thuộc tỉnh nào? Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Yeah. Đắk Nông. Hey. Anh nhảy không? Không. Đừng đừng chơi địa lý nữa được không? Đây. Đội mà. Chuẩn bị. Ngồi xuống. Bạn đừng chơi địa lý cho nghiệp tôi lại. Bây giờ em mới đợi này luôn. Bác anh Vinh luôn không? Vậy là con mình anh bắt sùm lum rồi đó. Vậy là con mình anh bắt sùm lum rồi đó. Trời ơi. Em thấy đội em chưa? Là sao? Là sao? Là ba đứa em bắt Trương Thế Vinh. Anh rồi, rồi, rồi. Sùm lum. Được, tôi chơi. Ha. Mỗi đứa một cây, quỳ xuống. Anh quỳ xuống. Trời ơi. Đồng Nai có mấy thành phố? Bốn thành phố. Hai thành phố. Bốn thành phố. Hai thành phố. Hai thành phố. Rồi, đập, thành phố. Đập rồi đó. Ê, Luân đúng nha. Đồng Nai có hai thành phố. Hai thành phố. Em chưa đập anh luôn. Em chưa đập luôn. Bỏ rồi. Bỏ rồi. Quýnh mà không kịp nói luôn à. Đồng Nai có hai thành phố là thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Đúng vậy. Huyện Cẩm Đường thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai. Thuộc Đồng Nai. Đúng rồi. Có đúng không? Có đúng không? Đúng thứ hai bé này quýnh anh Luật. Em không đúng nha. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Em bị lẹo anh Luật ơi. Huyện Cẩm Đường Đồng Nai. Em bị lẹo. Quýnh tại anh Giang kêu là đau quá. Nói sao chưa? À, biết. Luật phe nào? Tôi bắt xong Luân nữa. Anh, tên em. Ngã ba Vũng Tàu thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Trời ơi, thôi, thôi, thôi. Ôi. Không có được làm như vậy mà. Bây giờ anh đã thấy chưa? Lâu rồi. Anh còn cho thấy cây này đúng không? Thôi cần cần cần. Ui bác trọng tài. Ui bác trọng tài. Ê Luân, hồi nãy giờ tôi giúp được rất là nhiều. Là tôi đố tòa Đồng Nai bởi vì Luân là người Đồng Nai. Xong tôi đố bác tàu thuộc đỉnh Đồng Nai. Luân nói em biết mà em thích anh Luật bị đến. Em thích anh Luật bị đến. Không có, không có. Anh đừng có nghĩ em như vậy. Thấy chưa? Sao, ơi. Như vậy là vui rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến. Bây giờ trước khi đến. Ủa bạn, sau khi tôi mới đánh hội đồng, bạn kêu ngưng. Bạn không cho tôi gỡ. Gái không lẽ quánh ta. Ok, được rồi. Hồi nãy có anh Vinh với xong luôn nhào vô quýnh luôn. Đúng rồi. Thôi mà cười mệt quá rồi. Trời ơi, thằng em tôi. Thưa quý vị, trước khi đến với cái phần hình phạt cuối cùng, chúng ta cùng đến với gia đình cà phê rất ổn để xem hôm nay chuyện gì đã xảy ra. Xin mời. Oh,